Thần đồng Anand tiên tri tiết lộ nền kinh tế tương lai, ngành nên đầu tư trong thời gian tới. Nhà tiên tri Đài Loan tiết lộ đại sự sắp xảy ra. Bốn dự đoán khiến người nghe giật mình, trong đó có đề cập đến thế cục thế giới qua cuộc chiến Ukraine, dịch bệnh, kinh tế. 43 năm trước, Vanga đã tiên tri về ngày Nga thống trị thế giới. Bí ẩn đằng sau sự việc tỉnh Kon Tum, Việt Nam hứng chịu 20 trận động đất trong vòng 4 ngày. Trân tiên mến chào quý khán thính giả của TCT Khám Phá. Quý vị thân mến, lời tiên tri của các nhà ngoại cảm nổi tiếng trên thế giới như thần đồng Anand, nhà tiên tri mù Baba Vanga đã không còn xa lạ với nhiều quý vị khán giả. Những lời tiên tri của họ đa phần đều đã ứng nghiệm. Ví như Anand, cậu bé đã dự đoán chính xác dịch bệnh COVID-19 đã xảy ra vào cuối năm 2019. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin mới nhất về lời tiên tri của những nhà ngoại cảm này, đặc biệt trong tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine. 43 năm trước, Vanga đã tiên tri về ngày Nga thống trị thế giới. Cách đây 43 năm, nhà tiên tri mù Baba Vanga đã từng dự ngôn về ngày nước Nga thống trị thế giới và con đường mà Nga sẽ đi để đạt được điều này. Ngày 24 tháng 2, sau khi Nga phát động chiến sự quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, đã thu hút sự chú ý của quốc tế, nhưng đến nay chiến sự vẫn chưa rõ ràng. Các nước cũng đã sử dụng các chế tài đối với Nga và Nga cũng đưa ra các biện pháp đáp trả liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine. Một lời tiên tri từ nhiều năm trước đã thu hút sự chú ý từ dư luận. Theo tờ The Daily Star, trong cuộc gặp gỡ với nhà văn Valentin Sidorov năm 1979, nhà tiên tri mù Baba Vanga đã dự đoán rằng mọi thứ sẽ tan chảy giống như băng, chỉ có ông ấy vẫn bảo trì bất biến, vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Đồng thời cũng cảnh báo các phần tử cực đoan của Nga sẽ gây chiến với châu Âu và không ai có thể ngăn cản Nga. Tất cả mọi thứ trên đường đi sẽ bị ông ấy xóa bỏ, không còn sót lại gì. Và một ngày nào đó, nước Nga sẽ tiếp quản thế giới và trở thành người đứng đầu thế giới. Trong lời tiên tri của Vanga có nhắc đến từ Vladimir. Từ này vừa khớp với tên của vị Tổng thống Nga hiện tại, Vladimir Putin. Đồng thời, Vanga còn đề cập đến việc Nga sẽ gây chiến với châu Âu. Chiến tranh mà Nga khơi mào sẽ phá hủy mọi thứ, đánh bại những ai dám ngăn cản và cuối cùng là thống trị thế giới. Với tình hình hiện tại, nhiều người khi xem lời tiên tri này đều không khỏi giật mình vì nhiều điểm ứng nghiệm. Cuộc chiến mà Vladimir Putin khai mào vẫn chưa ngã ngũ. Và tương lai, liệu Nga có thống trị thế giới hay không thì rất khó nói, bởi vì thế sự biến đổi khó lường, nhiều lời tiên tri đã không còn ứng nghiệm 100% như lúc trước. Tình hình hiện tại thì có vẻ Nga đang thất thế. Soái hạm tàu tuần dương mang tên lửa Moskva, niềm tự hào của Hải quân Nga, đã bị chìm trong lúc được kéo vào cảng. Vậy, lời tiên tri của bà Vanga Mu liệu có thể trở thành sự thật? Quý vị thấy sao về điều này? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Tiên tri của thần đồng Anand và chuyên gia về chòm sao Đài Loan, kinh tế tương lai, tiết lộ ngành nên đầu tư. Đối với tình hình kinh tế trong thời gian tới, thần đồng Ấn Độ Abhigya Anand và chuyên gia về chòm sao của Đài Loan Amanda đã dựa vào chiêm tinh học, đưa ra các dự đoán đáng chú ý, đồng thời tiết lộ một số ngành nên đầu tư. Abhigya Anand, nhà chiêm tinh người Ấn Độ, gần đây đã dự đoán cảnh báo đầu tư tài chính và các thị trường khác sắp xuất hiện thay đổi chậm lại. Từ trước tháng 5 năm 2022, hãy cẩn thận với bong bóng tài chính. Còn về tiên tri của Anand, chuyên gia chòm sao của Đài Loan lại có quan điểm khác. Cô cho rằng nhất định sẽ có bong bóng tài chính xảy ra, nhưng thời điểm chưa đến nên các bạn đừng quá lo lắng. Gần đây, Amanda đã nói trong chương trình Mệnh vận hảo hảo ngoạn rằng nhà chiêm tinh Ấn Độ Abhigya Anand đã sử dụng các kỹ năng của chiêm tinh học Ấn Độ. Vì vậy, dự đoán của Anand có giá trị tham khảo nhất định. Amanda cho rằng
sự biến động của toàn bộ nền kinh tế tài chính thế giới có thể tương đối lớn vào đầu tháng 5, vì sẽ có nhật thực ở Kim Ngưu vào ngày 1 tháng 5 và nguyệt thực ở Hồ Cáp vào ngày 16 tháng 5. Hai chòm sao này liên quan nhất đến kinh tế, đầu tư, tài chính nên cần đặc biệt chú ý. Theo Amanda, từ góc độ chiêm tinh học, lạm phát thực tế vẫn chưa bắt đầu. Vì sao Hải Vương liên quan nhiều đến kinh tế hiện đang ở trong cùng song ngư, vậy nên đây là một cơ hội tương đối thịnh vượng. Vì vậy, bây giờ nhiều ngành công nghiệp sẽ tăng lên đến mức không thể tưởng tượng được và giá cổ phiếu sẽ đột ngột tăng. Nhưng nó cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện bong bóng tài chính. Cô nghĩ rằng hãy đợi đến năm 2026-2027 khi sao Hải Vương đi vào cung Bạch Dương. Amanda cũng nhắc nhở mọi người rằng trong nửa cuối năm 2022 và 2023 là cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Cô tiết lộ thêm, những ngành liên quan đến song ngư có thể cân nhắc, ví như vận tải hàng hải hay những ngành liên quan đến y tế, lọc nước và truyền thông mới nổi sẽ là những danh mục đáng để đầu tư trong giai đoạn này. Bốn lời tiên tri gây sốc của nhà toán mệnh Đài Loan, Hoa Kỳ sắp có dịch bệnh mới xuất hiện. Trang Sunly News đưa tin, vào ngày 8 tháng 4, Lâm Hải Dương đã đưa ra 4 dự đoán gây sốc trên kênh YouTube chính thức của cô. Nhấn mạnh rằng đó không phải là một mối đe dọa, nó thực sự sẽ xảy ra. Trong số 4 dự đoán mà Lâm Hải Dương tiết lộ, dự đoán đầu tiên là Biden cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khiến các cường quốc châu Âu và châu Á trở mặt quay lại ủng hộ Nga. Cho đến ngày 14 tháng 4 thì điều này đã trở thành sự thật. Lâm Hải Dương nói rằng nhiều quốc gia ở châu Âu phụ thuộc vào dầu mỏ và chuỗi cung ứng của Nga, nên vào thời điểm không sống nổi họ có thể sẽ lật lọng. Hơn nữa, đồng rúp không bị hạ giá sau khi Nga đề xuất các biện pháp trừng phạt đáp trả. Đồng rúp tăng giá mạnh, còn đồng won của Hàn Quốc và đồng yên của Nhật Bản lại giảm mạnh. Rất nhiều quốc gia đang cố gắng giữ mặt mũi cho Hoa Kỳ trên bàn đàm phán, nhưng tình hình thực tế không phải như vậy. Lời tiên tri thứ hai là các chuyến bay hàng không của Hoa Kỳ và toàn cầu cho đến giữa tháng 9 sẽ bị dừng. Lâm Hải Dương nói rằng, các chuyến bay sẽ bị dừng trước Tết Trung Thu, tính từ bây giờ thì chỉ còn 5 tháng rưỡi nữa. Quý vị nào có những chuyến công tác liên quan đến bay ra nước ngoài có thể cân nhắc để tránh khoảng thời gian gần đến Trung Thu, giảm thiểu tổn thất bị hoãn máy bay và hoàn vé. Dự đoán thứ ba là châu Âu và Hoa Kỳ có thể bùng phát dịch cúm gia cầm quy mô lớn, một dịch bệnh lây lan từ động vật sang người. Lâm Hải Dương cho biết, dịch bệnh sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng 2 tháng. Nói cách khác, các nước trên thế giới hiện chọn cách sống chung với COVID-19, nhưng dịch cúm gia cầm cũng đã bắt đầu. Dự đoán thứ tư là Mỹ tăng lãi suất, nền kinh tế toàn cầu theo đó bị chôn vùi. Lâm Hải Dương giải thích, Hoa Kỳ đã nói trong năm nay rằng họ sẽ nâng biên độ lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ lên tới mức 0,5% và dự kiến lãi suất sẽ tăng lên mức khoảng 1,9% vào cuối năm nay. Điều này có thể khiến thế giới bị chôn vùi cùng với Mỹ. Hiện tại, Đài Loan cũng đã áp dụng chính sách nhà ở. Tuy rằng bây giờ có vẻ như không bị ảnh hưởng, nhưng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bắt đầu điều chỉnh, thì những người đầu tư mua nhà phải đặc biệt lưu ý. Trở lại với những thông tin khám phá trong nước, những ngày gần đây, sự kiện nổi bật nhất phải kể đến là ở tỉnh Kon Tum, nơi trong vòng 4 ngày hứng chịu 20 trận động đất liên tiếp. Có huyền cơ nào đằng sau sự kiện đáng để chúng ta khám phá? Trân Tiến cùng mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Ghi nhận gần 20 trận động đất trong 4 ngày, Kon Tum họp khẩn để ứng phó. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai dự kiến hôm 19 tháng 4 sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành và chuyên gia để ứng phó các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào hồi 14 giờ 19 ngày 18 tháng 4, một trận động đất 3,6 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trong ngày,
sau 4 trận xảy ra lúc 6 giờ 13, 6 giờ 22, 11 giờ 57, 12 giờ 54 được Viện Vật lý Địa cầu phát tin cảnh báo. Các trận động đất xảy ra trước đó trong ngày 18 tháng 4 lần lượt có độ lớn từ 2,9 đến 4,5 độ Richter. Vậy, rốt cuộc nguyên nhân nào khiến Kon Tum, một nơi ít được biết đến về động đất, lại liên tiếp hứng chịu đến 20 trận động đất trong vòng 4 ngày? Sau đây là nguyên nhân nghi vấn được đưa ra. Vận hành thủy điện gây động đất. Thực tế, động đất đã bắt đầu xuất hiện nhiều ở Kon Tum từ tháng 4 năm 2021, kéo dài liên tục đến nay. Có những ngày ghi nhận tới 6-7 trận động đất, chủ yếu là động đất nhỏ. Kon Tum và rộng hơn là Tây Nguyên vốn ít ghi nhận hoạt động của động đất. Vì vậy, động đất liên tục ở Kon Plong thời gian qua được tiến sĩ Lê Minh Huy, Viện Vật lý Địa cầu nhận định, nhiều khả năng là động đất kích thích xảy ra khi hồ chứa thủy điện, thủy lợi tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới. Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất cũng cho rằng, động đất tại Kon Tum nhiều khả năng là động đất kích thích bởi thời điểm gia tăng động đất trùng với thời điểm nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum đặt tại huyện Kon Plong vận hành và phát điện tổ máy số 1 ngày 24 tháng 3 năm 2021. Đặc biệt, khu vực xảy ra động đất nằm trên đứt gãy rào quán A Lưới. Đây là đới đứt gãy mạnh chạy từ Lào qua A Lưới, Thừa Thiên Huế, kéo dài từ Quy Nhơn, Bình Định. Trên đới đứt gãy này từng ghi nhận động đất kích thích xảy ra tại Thủy điện Sông Chanh 2, Quảng Nam và Thủy điện Đắc Đơ Rinh, Quảng Ngãi, khi các nhà máy này tích nước hồ chứa. Trong văn hóa tâm linh, người xưa cho rằng sông, biển là nơi có rồng cư ngụ, cai quản và làm mưa tại nơi đó. Việc xây dựng các đập thủy điện tràn lan như ngày nay đã vô tình làm đứt long mạch của rồng, khiến nguyên khí bị tổn thương. Các nhà phong thủy thường kỵ điều này và họ cho rằng khi rồng bị tổn thương thì vùng đất quanh nó cai quản cũng sẽ xảy ra thiên tai nhân họa. Tuy nhiên, ngày nay khi công nghệ hiện đại hóa phát triển, những giá trị trên đã dần bị mai một và người đời không còn tin vào những câu chuyện về sự tồn tại của rồng. Con người dần phải hứng chịu những hậu quả đại nạn của việc đi ngược lại với tự nhiên mà không tìm được nguyên nhân chân thực của sự việc. Những giải quyết ở bề mặt mãi mãi sẽ không tìm được cội nguồn căn nguyên. Con người đứng trước thiên tai nhân họa thường chỉ biết ứng phó, nhưng thực sự là bất lực. Quý vị có suy nghĩ gì về chủ đề hôm nay? Hãy để lại cho Trần Tiến và mọi người được biết vào phần bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những khám phá tiếp theo.